Thưa quý vị, chỉ trong vài ngày, hai sự kiện quan trọng đã diễn ra ở Trung Quốc. Tất cả đều liên quan trực tiếp đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng là Tổng Bí Thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Hai sự kiện có cùng mục đích là chỉ dấu cho thấy ông Tập sẽ lãnh đạo trọn đời. Thứ nhất là văn kiện có tên gọi Nghị quyết lịch sử thứ ba mới được Hội nghị Trung ương 6 thông qua và nội dung của nó đã được Văn phòng Trung ương Đảng của Trung Quốc công bố vào chiều ngày 16 tháng 11. Thứ hai là xuất hiện các chỉ đạo với thời gian biểu rõ ràng của khái niệm chia sẻ sự thịnh vượng chung, hiểu nôm na giống như là lấy của nhà giàu, chia cho người nghèo. Ông Tập nắm quyền tuyệt đối và trọn đời sẽ tác động đến nước Trung Quốc hiện đại như thế nào? Những nguy cơ tiềm ẩn gì có thể phát sinh? Tất cả sẽ có trong FBNC Tiêu điểm Thế giới ngay sau đây. Nhưng trước mắt, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nghị quyết lịch sử thứ ba mới được Hội nghị Trung ương 6 thông qua như thế nào, cùng với khái niệm chia sẻ sự thịnh vượng chung mà Chủ tịch Tập Cận Bình đang chỉ đạo có bản chất ra sao. Nhà triết học Đức George Hegel và các Marx từng nói, lịch sử không lặp lại, nhưng những sự kiện na ná thì luôn lặp lại. Sau khi hội nghị trung ương sáu kết thúc, không có nghi ngờ gì về việc Chủ tịch Tập Cận Bình muốn trở thành lãnh đạo trọn đời, cạnh tranh với hai nhân vật đã ban hành nghị quyết lịch sử thứ nhất và thứ hai, đó là ông Mao Trạch Đông và Đặng Tiêu Bình, những người đều nắm quyền cho đến lúc chết. Hai nghị quyết lần trước được thông qua vào năm 1945 và năm 1981, Nghị quyết 1945 được đưa ra 4 năm trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, được soạn thảo dưới thời ông Mao Trạch Đông. Nghị quyết năm 1981 được thông qua dưới thời ông Đặng Tiểu Bình, cha đẻ của chính sách cải cách và mở cửa. Nó lên án cuộc đại cách mạng văn hóa năm 1966 năm 1976 dưới thời ông Mao Trạch Đông, nhưng vẫn công nhận nhiều thành tựu của vị lãnh đạo này. Nghị quyết lịch sử thứ ba ra đời vào năm 2021, đánh dấu 100 năm thành lập đảng cầm quyền của Trung Quốc. Nghị quyết liệt kê các thành tựu trong một thế kỷ của đảng, đặc biệt nhấn mạnh đến giai đoạn ông Tập Cân Bình điều hành từ năm 2012 đến nay. Đó là sự khẳng định mạnh mẽ trong đảng rằng, ông Tập là nhân vật vĩ đại thứ ba tiếp theo. Với hơn 36.000 chữ, Nghị quyết 2021 dài hơn so với hai văn bản được viết dưới thời ông Mao Trạch Đông và ông Đặng Tiểu Bình, với lần lượt là 27.700 và 34.100 chữ. Nghị quyết khẳng định các kế hoạch của Trung Quốc trong đấu tranh chống tham nhũng, chống lại sự ảnh hưởng từ các tư tưởng dân chủ phương Tây, coi Internet là mặt trận mới trong cuộc chiến tư tưởng, cũng như nhấn mạnh mục tiêu thống nhất cho đảo Đài Loan. Nghị quyết thừa nhận chưa thể thống nhất trong tương lai gần, song bày tỏ niềm tin Trung Quốc cuối cùng sẽ thu về trọn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Về kinh tế, Nghị quyết khẳng định Trung Quốc không đánh đổi tăng trưởng với các mục tiêu khác nhau như bảo vệ môi trường bởi GDP không phải là tiêu chí duy nhất đo lượng sự thành công. Nghị quyết đưa ra cam kết không lây chuyển trong thúc đẩy các công ty nhà nước cũng như hỗ trợ định hướng các công ty tư nhân. Phát triển công nghệ cao cũng được coi là một hướng đi chiến lược. Quan trọng nhất, nghị quyết xác định vai trò của Chủ tịch Tập Cân Bình là nồng cốt. Tư tưởng Tập Cân Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới là lý tưởng, bản sắc văn hóa và tinh thần của đất nước Trung Quốc. Thời gian gần đây, nhất là trước hội nghị Trung ương 6, Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra nhiều chỉ đạo về khái niệm sư thịnh vượng chung. Trong một bài phát biểu, ông cam kết đảm bảo tiến độ trong việc xử lý tình trạng bất bình đẳng thu nhập giữa người với người. Ông muốn toàn dân được hưởng các dịch vụ công cơ bản giống nhau vào năm 2035. Đây là lần đầu tiên một cột mốc rõ ràng được vạch ra. Cột mốc này khiến cho người dân xôn xao, Nhiệm kỳ thứ ba của ông Tập sẽ kết thúc vào năm 2027, nhiệm kỳ 4 kết thúc vào năm 2032. Vậy, để đạt được mục tiêu thịnh vượng chung, ít nhất ông Tập cần làm hết nhiệm kỳ thứ năm. Nhưng sự thịnh vượng chung mà ông Tập phát thảo sẽ đi như thế nào? Từ khi ông Tập đưa ra các chỉ đạo, kinh tế nước này trải qua một số bất ổn. Ví dụ như các vấn đề về hoãn niêm yết cổ phiếu của Ant Group, sự trừng phạt nhắm vào Didi, Tencent và Alibaba hay khủng hoảng nợ của China Evergrande tất cả những điều trên nhằm dọn đường cho ý định đánh thuế lên tài sản các tập đoàn và giới siêu giàu. Điều này hiện nay vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các lãnh đạo các địa phương bởi họ có lợi ích chằng chịt với những công ty lớn. Tất cả mới chỉ là khởi đầu, nếu ông Tập quyết tâm củng cố quyền lực. Trong một bài phát biểu mới đây, ông Tập thừa nhận kế hoạch có thể phát sinh một số vấn đề, nhưng đó là những hy sinh cần thiết. Thưa quý vị, sau gần 10 năm cầm quyền, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nắm chắc hệ thống chính trị của đất nước tỷ dân. Ông kiểm soát quá trình ra quyết định trong nước, nắm tuyệt đối quân đội, công an và là người cuối cùng đưa ra các kế sách về đối ngoại. Có thể nói hiện nay, quyền lực tối thượng trong đảng khiến ông như một vị hoàng đế không ai có thể chạm tới, tương tự như Joseph Stalin hay ông Mao Trạch Đông, tác giả những cuộc thanh trừng tàn bạo trong thời gian nắm quyền. Hiện nay, khi không có đối thủ nào đủ sức cản đường, bất kỳ quyết định gì liên quan đến nghỉ hưu hay buông rèm nhiếp chính đều sẽ do chính ông Tập quyết định. Việc dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước năm 2018 cho phép ông Tập cầm quyền vô thời hạn nếu muốn. Trong trường hợp từ bỏ các chức vụ lãnh đạo chính thức, ông Tập vẫn có khả năng kiểm soát đảng và quân đội bằng nhiều cách khác nhau. Cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân, duy trì quyền lực như vậy thông qua chức chủ tịch quân ủy trung ương sau khi đã chuyển giao các chức vụ chính thức trong đảng và nhà nước cho ông Hồ Cẩm Đào. Với một người mạnh mẽ, ý chí kiên định và đã được tôi luyện qua nhiều gian khổ, phong cách lãnh đạo của ông Tập có thể dẫn tới một tình huống. Khi ông càng nắm quyền lâu thì cơ cấu chính trị càng phù hợp với tính cách, mục tiêu và ý muốn của ông. Vai trò của ông Tập ngày càng trở nên quan trọng với sự ổn định thượng tầng của Trung Quốc. Tuy nhiên, sự tập trung quyền lực quá lớn vào tay một cá nhân có thể khiến cho trung quốc phải trả giá ông tập vẫn chưa chỉ định người kế nhiệm gây ra sự nghi ngờ về tương lai của một hệ thống ngày càng phức tạp phụ thuộc vào sự lãnh đạo từ một nhân vật cho đến nay ông tập vẫn nắm tình hình rất tốt giới quan sát từ bên ngoài chưa thấy sự bất hòa nào quá lớn trong nội bộ của các quan chức dưới quyền ông có một sự thật dù muốn hay không thì một ngày nào đó bằng một cách nào đó ông tập sẽ phải rời sân khấu chính trị nhưng chưa có bất kỳ dấu hiệu nào về việc ông sẽ rời đi và theo cách như thế nào hoặc ai sẽ là người thay thế. Do đó, Trung Quốc đối mặt với khả năng xảy ra cuộc khủng hoảng tranh giành quyền lực. Trong vài năm qua, ông Tập đã né tránh các chuẩn mực mong manh của đảng về việc chia sẻ và chuyển giao quyền lực. Trên lý thuyết, nếu bây giờ ông Tập có mệnh hệ gì, người thay thế ông sẽ là Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn. Tuy nhiên, ông Vương lại không phải là Phó Chủ tịch quân ủy Trung ương và cũng không phải là ủy viên bộ chính trị như các phó chủ tịch nước trước. Ông Vương chỉ là một người tượng trưng, hoàn toàn không nắm quyền lực giống như phong cách của nhân vật số 2. Nhân vật số 2 được xem như trên thực tế hiện nay là Thủ tướng Lý Khắc Cường, thì cũng không có ảnh hưởng trong quân đội và quyền lực trên mặt trận kinh tế cũng hạn chế. Có thể nói, ông Tập hiện là số 1, bên dưới ông không có ai là số 2 hay là số 3. Những người có thể ngay lập tức thay thế nếu vị lãnh đạo tối cao sẽ ra sự cố điều này khác xa so với nền chính trị các nước khác ví dụ như ở mỹ khi tổng thống có vấn đề ngay lập tức phó tổng thống lên thay các vị trí kế tiếp sẽ là chủ tịch thượng viện và chủ tịch hạ viện nhiều người dự đoán khi đến thời điểm phải thay thế ông tập đó là một điều tất yếu xảy ra thì tình trạng rối loạn ở bắc kinh có thể gây ra bất ổn vượt ra ngoài biên giới trung quốc ông tập hiểu rõ nguy cơ trên nhưng không ai biết chính xác tính toán của ông trong trường hợp này là gì thưa quý vị chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và trật tự là điều bình thường trong các nền dân chủ tuy nhiên ở phương đông nói chung và trong lịch sử trung quốc nói riêng hiếm có trường hợp nào quá trình chuyển giao diễn ra thực sự suôn sẻ ngay cả các nền dân chủ với hệ thống pháp luật chặt chẽ đôi khi cũng không tránh khỏi rủi ro ví dụ gần nhất là nỗ lực của cựu tổng thống mỹ donald trump nhằm ngăn cản ông joe biden đắc cử ở nhiều quốc gia, ý thức người dân chưa cao, cộng với các ràng buộc chính trị và pháp luật không mạnh mẽ đã tạo điều kiện cho lãnh đạo nắm quyền trong thời gian lâu dài. Để làm được điều này, họ thường dọn đường bằng cách thanh trừng như bỏ tù và thủ tiêu đối thủ chính trị. Chủ tịch Tập Cận Bình đã khiến cho hàng trăm quan chức cấp cao thiệt mạng trong chiến dịch lọc lại phe nhóm tàn khốc mang tên đã hổ diệt rồi. Nhìn vào lịch sử hiện đại từ giữa thế kỷ 20 trở lại đây, những nỗ lực cai trị trọn đời thường có kết quả không tốt đẹp dẫu không còn ai thách thức được quyền lực tối thiểu của các lãnh đạo, nhưng nhìn chung tất cả đều là con người, đều phải đối mặt với sinh lão bệnh tử, do luôn phải toan tính nhiều nên những chuyện không may xảy ra như đột quỵ hoặc bất ngờ tử vong là điều xưa nay không hiếm. Lãnh đạo tối cao Liên bang Xô Viết Joseph Stalin hay cha con chủ tịch Kim Nhật Thành ở Triều Tiên là các minh chứng rõ ràng nhất. Từ ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949 tới nay, Quá trình kế vị ngôi vị hoàng đế luôn diễn ra căng thẳng và là trung tâm của màn kịch chính trị. Trong thời ông Mao Trạch Đông, các cuộc chiến giành quyền lực lãnh đạo diễn ra thường xuyên và rất khốc liệt. Ông Mao hay gieo rắc nổi mâu thuẫn giữa những người có khả năng kế vị, trong một số đó dẫn đến cái chết của tướng Lâm Bưu, người được chủ tịch tối cao chọn làm lãnh đạo kế tiếp. Lâm Bưu chết trong vụ tai nạn máy bay bí ẩn khi đang cố gắng chạy trốn khỏi Trung Quốc vào năm 1971. Một người kế nhiệm tiềm năng khác là Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, bị ông Mao kích động bị Hồng vệ binh bắt giữ và đánh đập trước khi chết trong cảnh tù tội một cách oan uổng vào năm 1969. Cuối năm 1976, các thành viên của tứ nhân bàn, một nhóm các quan chức cấp cao tìm cách thâu tóm quyền lực đã bị bắt chỉ vài tháng sau khi ông Mao qua đời. Người được ông Mao chọn kế nhiệm là Thủ tướng Hoa Quốc Phong đã ủng hộ các vụ bắt giữ này, nhưng lại bị ông Đặng Tiểu Bình người nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối sau đó gạt sang một bên. Hai lãnh đạo mà Đặng Tiểu Bình chọn để dẫn dắt đảng vào những năm 1980 là Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương đều bị hạ bệ trong bối cảnh bất ổn chính trị và các cuộc đấu đá nội bộ căng thẳng của giới thượng tầng. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi trong một vài thập niên tiếp theo, không còn những cảnh tàn sát khủng khiếp như trước. Mặc dù vẫn xuất hiện căng thẳng và đấu đá trong giai đoạn chuyển giao, lãnh đạo kế tiếp được chọn trước một nhiệm kỳ và có thời gian 5 năm chuẩn bị trong vai trò phó chủ tịch nước. Nhiều người tin rằng đến thời ông Tập Cân Bình cũng vậy, tất cả đã ngỡ ngàng khi ông Tập đã phá bỏ những quy định trước đây. Ông không chỉ định người kế nhiệm khi kết thúc nhiệm kỳ đầu. Tại cuộc họp Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc vào mùa xuân năm 2018, ông sửa đổi hiến pháp, hủy bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước trên lý thuyết, ông Tập vẫn có thể truyền ngôi cho người kế vị vào đại hội 20 của Đảng vào năm 2022, nhưng nếu không có người kế nhiệm từ trước, một người đã tạo ra uy tín và được thử thách thì kịch bản này rất khó xảy ra. Thay vào đó, một ứng viên có thể sẽ được thăng chức thông qua việc bầu vào Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Trung Quốc. Những cá nhân này sau đó sẽ mất vài năm để chuyển qua các chức vụ cao hơn để có được kinh nghiệm quản lý và xây dựng uy tín trong hệ thống. Tuy nhiên, ngay cả khi ông tập chỉ định một hoặc nhiều người kế nhiệm tiềm năng vào năm 2022 với mục tiêu chính thức nghỉ hưu tại đại hội đảng sau đó, điều này cũng không có nghĩa là sự kiểm soát của ông sẽ chấm dứt. Ông có thể sẽ tiếp tục nắm quyền từ hậu trường như Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân đã làm. Xu hướng này ở Trung Quốc phù hợp với mô hình chung từ trước đến nay, khi các hoàng đế thoái vị, họ vẫn giữ ảnh hưởng to lớn trong hậu trường. Hiện tại, sự thống trị của ông Tập khiến cho các chính phủ nước ngoài không có cơ hội xây dựng quan hệ với những người kế vị tiềm năng. Sự củng cố quyền lực của ông Tập là hết sức ấn tượng. Ngay cả những lãnh đạo uy quyền nhất cũng phải dựa vào sự ủng hộ của một liên minh, các cá nhân và nhóm lợi ích. Sự ủng hộ đó là có điều kiện và có thể bị xói mòn khi tình hình trong nước và quốc tế thay đổi. Không người ngoài cuộc nào biết được bản chất chính xác của cuộc thương lượng giữa ông Tập và các thành viên giới tình hòa chính trị, kinh tế và quân sự. Có một điều có thể khẳng định, liên minh của ông Tập không tập trung vào phe phái cụ thể nào, nó được xây dựng thông qua các cộng sự cũ ông từng làm việc chung trong thời gian công tác tại địa phương. Ví dụ, Chủ tịch Quốc hội Luật Chiến Thư, khi ông Tập làm bí thư một huyện ở tỉnh Hồ Bắc, thì ông Lật là chủ tịch huyện kế bên hay Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn, người cùng với ông Tập tham gia các phong trào lao động tập thể khó khăn vào thập niên 70. Hay hiện tại, bí thư Trùng Khánh, bí thư Thượng Hải, bí thư Hồ Bắc đều là các cộng sự cũ của ông Tập khi làm việc chung ở tỉnh Chiết Giang. Dù được gắn bó chặt chẽ như vậy, nhưng theo một số phân tích, nếu xảy ra suy thoái kinh tế hay xử lý sai lầm dẫn đến khủng hoảng đối ngoại, việc kiểm soát các nhóm lợi ích bên dưới ông Tập sẽ trở nên khó khăn và sự lãnh đạo của ông không còn được đảm bảo 100%. Mọi liên minh đều có điểm dẫn đến đứt gãy. Khi ông Tập mới cầm quyền, đã từng có những âm mưu lật đổ và đảo chính. Sau đó tất cả đều vào tù hoặc thiệt mạng trong quá trình điều tra, như cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng, cựu Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lệch Kế hoạch, hay cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Ngày nay, việc lật đổ kiểu như vậy là điều gần như không thể. Lý do với bất kỳ ai nuôi tham vọng đó phải đối mặt với khó khăn trước tiên là tập hợp sự ủng hộ từ các thành viên chủ chốt của quân đội và công an mà không gây ra sự bất dây động rừng. Với khả năng theo dõi bằng công nghệ cao của các lực lượng an ninh do ông Tập kiểm soát, mọi âm mưu sẽ được phát hiện ngay khi nó vừa hình thành. Dù ông Tập hiện tại có kẻ thù trong đảng, nhưng khả năng đảo chính là cực kỳ nhỏ. Tuy nhiên, một cái chết đột ngột hoặc mất khả năng làm việc có nguy cơ cao hơn. Ông Tập đã 68 tuổi, có tiền sử hút thuốc, bị thừa cân, làm công việc căng thẳng và theo truyền thông nhà nước, thì ông tìm niềm vui trong làm việc hăng say. Mặc dù không có dấu hiệu công khai nào cho thấy ông Tập đang gặp về vấn đề sức khỏe, nhưng ông không phải là người bất tử. Và giờ đây, khi ông đã bác bỏ các quy chuẩn kế vị của Trung Quốc, sự vắng mặt của ông sẽ tạo ra khoảng trống quyền lực và có thể kích hoạt các cuộc đấu đá nội bộ ở cấp cao nhất. Các thành viên trong liên minh của ông Tập có thể chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm ủng hộ một người kế nhiệm khác nhau. Những người bị trừng phạt hoặc bị gạt ra dưới thời ông Tập, nhất là những người giữ mối thâm thù, có thể cố gắng tận dụng cơ hội tập trung phe phái để giành lại quyền lực. Những người này gồm các thân tính cũ của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân và phó chủ tịch Tăng Khánh Hồng. Hiện nay được cho là đang âm thầm chờ thời cơ, và lực lượng của họ cũng không hề yếu. Đây là điều nhiều người tin rằng khiến ông Tập lo sợ bị trả thù, nên phải bám lấy quyền lực bằng mọi giá. Tuy nhiên, ngay cả khi ông Tập không qua đời, nhưng mất khả năng làm việc do độc quỵ, đau tim hoặc một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác, Trung Quốc ngay lập tức rơi vào tình trạng lấp lửng chính trị. Theo giới phân tích, cũng có thể xảy ra kịch bản khác, đó là ông Tập chọn nghỉ hưu vào năm 2035, thời điểm ông muốn hoàn thành kế hoạch, chia sẻ sự thịnh vượng chung. Đó cũng là thời điểm nằm giữa kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng và 100 năm thành lập nước. Nhưng bất kể việc ông Tập nghỉ hưu bằng cách nào, việc thiếu một kế hoạch rõ ràng đang đặt ra những câu hỏi khó tránh về khả năng chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra trong hòa bình. Thậm chí một câu hỏi lớn khác cũng phát sinh. Liệu người kế vị có đủ khả năng vượt qua cái bóng quá lớn của ông Tập, hay có thể kiểm soát các phe cánh như ông Tập đã làm hay không? Đây là vấn đề chủ chốt quyết định tương lai nền chính trị của Trung Quốc. Thưa quý vị, đến đây thì Tiêu điểm Thế giới trên kênh FBNC cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.